Tập 7. Con người chú Hai rất tốt. Con nhớ khi đó cuộc sống kiếm ăn cùng Châu Nhuế không dễ dàng gì. May có chú Hai giúp đỡ. Nếu phải nói thân thiết thì chú ấy giống như bố mẹ đẻ của tôi. Anh từng thấy cái máy massage này chưa? Chưa từng. Chúng tôi đã tìm được nguồn gốc của cái máy massage này. Một hộ kinh doanh họ Dương bán hàng sỉ tại chợ trên đường Phong Hạo, hàng độc quyền trên thị trường. Tôi đã cho chủ quán xem ảnh của anh. Người ta bảo rằng có ấn tượng rất sâu sắc. Vì muốn tiết kiệm 20 đồng, anh đã cùng ông ta đọ nước bọt cả một buổi chiều. Cuối cùng anh vẫn mua cái máy massage đó. Nhưng tối hôm qua, cửa hàng của ông ta bị anh cậy cửa, đồ đạc bên trong bị đập tan tành. Tên gian thương đáng chết. Bố mẹ Châu Nhuế mà biết tôi tặng cho cô ấy cái máy massage kém chất lượng này, chắc chắn sẽ ghét tôi chết mất. Cho nên để báo thù cho Châu Nhuế, anh đã đạp cửa hàng của người ta. Tôi trước mắt Quách Đại Bảo không phải hung thủ. Cảnh sát Lưu, vì có chị tôi sao rồi? Cô đừng nóng vội, cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện. Để tôi rót nước cho cô. Đúng rồi, mời ngồi. Vì việc của chị cô, không phải lần trước tôi đã nói rồi sao? Sự việc cô ấy không nghiêm trọng tới vậy. Phải rồi, cô đã liên lạc được với chị chưa? Vẫn chưa. Cảm ơn. Chưa được thật sao? Thật sự chưa được. Nếu cô liên lạc được với chị, nhất định phải khuyên cô ấy ra tự thú. Sự việc của cô ấy không nghiêm trọng tới như vậy. Nếu chủ động tự thú, có thể chỉ cần nộp tiền phạt là xong. Rốt cuộc cái chết của cô quản lý tại phòng camera khu chung cư có liên quan gì tới chị của tôi? Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Trước mắt vẫn chưa phát hiện mối tương quan với chị cô. Cảnh sát Lương, nếu các anh hy vọng tôi phối hợp thì hãy nói thật với tôi. Nếu chị tôi có hành vi phạm tội, tôi quyết không bao che cho chị ấy. Chúng tôi tin cô. Cô cũng phải tin chúng tôi. Thật sự là không liên quan tới chị tôi. Thật sự là không. Tôi cho rằng mấy người không cho tôi biết sự thật. Vậy cô muốn chúng tôi làm sao mới khiến cô tin chúng tôi đang nói thật? Không cần nữa. Cậu nói là người quản lý tại phòng camera của chung cư chỗ Giả Minh Minh đã chết sao? Đúng. Sự việc rất kỳ lạ. Ngày Giả Minh Minh mất tích, video tại camera trước cửa nhà bị xóa mất. Hơn nữa, vụ án hiện tại do viên cảnh sát tên Lưu Hồng Đào phụ trách điều tra. Cứ để hắn làm. Tôi đảm bảo hắn chẳng điều tra được gì đâu. Chủ tịch Hoàng, đừng nói chuyện này là do ông làm. Tôi bản lĩnh tới vậy sao? Vậy có phải do Giả Minh Minh làm không? Giả Minh Minh có bản lĩnh vậy sao? Vậy là ai chứ? Chắc là do ông chủ rồi. Ông ấy giỏi nhất việc biến vụ mưu sát thành sự cố mà. Chủ tịch Hoàng, sao ông lại biết rõ vậy? Ông chính là ông chủ đó. Lấy xe của cậu đi. Đi cẩn thận. Tôi hiểu. Không đúng. Một giờ sáng Châu Nhuế đi vệ sinh nên xuất hiện trên camera. 1:30 quay về phòng camera. Nhưng tại sao lúc 2 giờ lại là hình từ bên ngoài đi vào? Chẳng lẽ cô ấy đi ra lần nữa rồi? Tại sao camera lại không quay được? Châu Nhuế đi vệ sinh không thấy hình ảnh quay về.
Vậy cô ấy quay về phòng camera bằng cách nào? Không đúng, có vấn đề. Chẳng lẽ người đi vào trong lần thứ hai vậy lại bước ra sau đó không phải Châu Nhuế? Người đi ra là một người khác. Có hai Châu Nhuế. Các cậu tìm cái gì? Chủ nhiệm, tôi nhớ ông từng nói rằng công ty ông cấp phát cho tất cả nhân viên mỗi người hai bộ đồng phục, phải không? Để tiện cho việc thay giặt. Nhưng chúng tôi chỉ phát hiện Châu Nhuế có một bộ đồng phục, cũng không tìm thấy bộ thứ hai tại bất cứ địa điểm nào khác. Điều này tôi thật sự không để ý. Thầy, sao rồi? Lật tung tiểu khu rồi, nhưng không tìm thấy bộ đồng phục đó. Dựa vào tình hình hiện tại, người này chắc chắn là người quen của Châu Nhuế. Nếu không sẽ không thể sử dụng cách này để vào phòng camera. Cho dù trời đã tối, nhưng khả năng bị bảo vệ tại khu nhà bắt gặp khi đi tuần tra vẫn rất cao. Cho nên người đó mới dùng cách này để tiến vào khu nhà, mục đích để làm tránh camera và bảo vệ tuần tra tại khu nhà. Giết người xong hung thủ xóa video đi. Rốt cuộc camera đã quay được gì mà khiến hung thủ nảy sinh ý đồ giết người? Chủ nhiệm, quan hệ xã hội của Châu Nhuế có phức tạp không? Điều này khó nói. Châu Nhuế là do quản lý Châu giới thiệu làm quản lý tại phòng camera. Hai người họ là đồng hương. Thường ngày cô ấy làm việc ở đây, sinh hoạt ở đây luôn. Rất ít người tới thăm nom. Chắc hẳn quan hệ không phức tạp. Chúng ta đi đâu vậy? Tới một nơi bí mật, chơi một trò bí mật. Bí mật? Em bảo này, hôm nay anh là nam chính thật thụ luôn. Thật sao? Bởi vì toàn bộ nữ, chỉ có mình anh là nam thôi. Toàn là nữ, chẳng phải anh sẽ xấu hổ lắm sao? Trò chơi của người ta cần một chàng trai. Người ta dặn đi dặn lại là phải dẫn anh theo. Trách nhiệm của em nặng nề lắm. Anh cũng quen người này đi. Anh cũng quen. Ai vậy? Anh đoán đi. Cảnh sát Lưu, cậu phải nghĩ cho kỹ. Đêm hôm mà muốn ở lại phòng camera sao? Sao vậy? Chẳng lẽ tôi sợ hồn Châu Nhí đêm về tìm tôi sao? Vậy tôi không đi cùng cậu nữa. Được, cảm ơn anh. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Khả Khả, cuối cùng cũng chờ được hai cậu. Thật là, bây giờ đã gỡ được chưa? Chờ chút. Có thể trong căn phòng này anh sẽ nhìn thấy một số thứ không nên nhìn. Nhưng anh đừng sợ, hãy nói thật cho chúng tôi biết anh nhìn thấy gì, được không? Được. Từ từ mở mắt ra. Có gì mà bí mật vậy? Mau nhìn đi, đẹp trai quá. Xin chào, tôi là Giả Tỉnh Tỉnh. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao anh cứ nhìn người ta hoài vậy? Em sẽ ghen đó. Không phải. Không hiểu tại sao anh cứ cảm thấy mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải. Không hiểu tại sao
Tôi thích từ này. Nào, chúng ta cùng chơi thôi. Mau lấy bàn ra đi. Tiểu Khả. Anh, sao anh lại ở đây? Anh phải hỏi em. Sao em lại ở đây? Em tụ tập với bạn bè ở đây. Cảnh sát Lưu tới đây vì chuyện của chị tôi phải không? Tôi tới vì em gái mình. Đi theo anh. Anh làm gì vậy? Tiểu Khả. Làm ơn. Sao anh đột nhiên? Khu nhà này vừa có người chết, em không biết sao? Người chết có liên quan tới em sao? Đương nhiên là có. Anh nói xem liên quan ở đâu. Giờ anh không thể nói cho em biết được. Anh không nói được thì bỏ em ra. Bạn bè của em còn đợi em. Anh không nói được là không được. Tiểu Khả, mặc áo chào đi. Cậu tránh ra. Cô làm gì vậy? Cậu ấy là em gái anh, nhưng cũng là khách của tôi. Anh dẫn người khỏi nhà tôi thì cũng phải hỏi lý do chứ. Không phải anh nói chị tôi chỉ cần nộp tiền phạt thì sẽ không có chuyện gì sao? Sao nhìn phản ứng của anh lại không giống? Tôi chỉ mời em gái và anh rể anh tới nhà chơi thôi, mà anh đã căng thẳng tới vậy rồi. Tôi hiểu rồi. Anh nghi ngờ chị tôi chính là người sát hại quản lý phòng camera cho Nguyễn, phải không? Không đúng. Anh nghi ngờ tôi mới là giả Minh Minh mà các anh tìm kiếm. Còn chị tôi chỉ là lá chắn thôi, phải không? Tức là anh nghi ngờ kẻ tình nghi giết hại cho Nguyễn chính là tôi. Cô cố tình gọi Hạo Triết và Tiểu Khả tới. Đúng vậy, tôi cố ý. Nếu anh không muốn cho tôi biết mối liên hệ giữa vụ án mạng và việc chị tôi mất tích, thì anh cũng phải cho em gái của anh biết lý do vì sao bắt cô ấy giữ khoảng cách với tôi. Nếu anh không có lý do dẫn em gái đi trước mặt tôi, thì tôi chỉ có thể nói rằng chị tôi có liên quan mật thiết với vụ án mạng này. Và suy luận của tôi đều chính xác. Anh nghi ngờ tôi. Tôi thật sự không nhận ra cô cũng cao tay đấy. Vậy sao? Có thể là do các anh quá yếu đuối. Hạo Triết, Tiểu Khả, hai em nghe kỹ đi. Lý do không cho hai em đến gần chung cư này vì không muốn mấy đứa dính vào vụ án. Còn cô, giả Tỉnh Tỉnh, cảnh sát chúng tôi nhất định điều tra tới cô, và cũng sẽ điều tra chị cô, giả Minh Minh. Dù sao tôi cũng muốn nói rằng chúng tôi nhất định sẽ tìm ra chị cô, bất kể cô ta còn sống hay chết. Tất cả những bí ẩn rồi cũng sẽ được phơi bày. Hạo Triết, đi theo tôi. Tỉnh Tỉnh, xin lỗi. Con người anh mình là vậy đó. Hạo Triết, chắc đây không phải lần đầu cậu tới khu này. Ngày thứ hai sau khi Trương Nghĩa Lâm nhảy lầu, cậu từng tới đây. Cách khu nhà này chưa đầy 200 mét, có một đại siêu thị. Nhưng cậu lại đi tìm nhà vệ sinh ở một khu chung cư hoàn toàn xa lạ. Cậu giải thích như thế nào? Anh nghi ngờ tôi có liên quan tới vụ án. Không sai. Tôi sẽ điều tra rõ ràng hành tung của cậu trong thời gian gần đây. Không chỉ vì tôi là cảnh sát, mà còn là vì thân phận anh trai của Khả Khả. Cậu đừng quên. Nếu nó làm chuyện gì sai trái, cần xử lý thì cháu cứ làm, bà tuyệt đối không bao che. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng hành tung của cậu trong thời gian gần đây. Không chỉ vì tôi là cảnh sát, mà còn là vì thân phận anh trai của Khả Khả. Nội tâm Lý Hạo Triết không ngừng đấu tranh. Bây giờ
anh cảm thấy con đường phía trước đầy sương mờ. Dường như chỉ có tự thú mới có thể sáng trở lại. Bà ơi, cháu xin lỗi. Cháu biết việc này sẽ khiến bà đau lòng, nhưng mong bà đừng nghĩ nhiều. Chuyện của Giả Minh Minh chỉ là sự cố, cho dù bị kết án, cháu cũng chỉ bị phán 5 năm thôi. 5 năm chớp mắt là qua rồi, bà cứ coi như cháu đi đào tạo chuyên sâu tại nước ngoài đi. Con người ông Thạch rất tốt. Có ông ấy, cháu không sợ bà phải lủi thủi một mình chịu khổ nữa. Ông ấy sẽ ở bên bà, chờ cháu trở về. Tiểu Thạch, khi em đọc được lá thư này, anh đã không thể tiếp tục cùng em làm bất cứ việc gì nữa. Khi mình còn yêu nhau, anh luôn nói với em rằng sau này sự nghiệp thành công, anh sẽ dẫn em đi du lịch vòng quanh thế giới. Hẳn là em mong chờ ngày ấy lắm. Anh đã khiến em thất vọng rồi. Em chỉ chờ được ngày anh vào trại thôi. Anh hối hận, vào những lúc cần sự lãng mạn, anh lại khiến em nhận ra sự thật vô cùng tàn nhẫn. Thời gian đẹp nhất của đời người chẳng bao nhiêu. 5 năm rất dài, còn thanh xuân thì ngắn ngủi. Bất kể em có còn yêu anh hay không, cũng đừng đợi anh. Hãy tìm người yêu em và kết hôn. Đáng tiếc là lá thư tình anh đã hứa viết tặng em lại biến thành lá thư chia tay của chúng ta. Đi họp có thu hoạch được gì không? Được nghe báo cáo về các tấm gương anh hùng, cảm giác khoác bộ đồng phục cảnh sát trên vai càng dễ dàng. Tôi còn chưa có cơ hội đi họp. Được rồi, giờ chuyện chính. Em đã điều tra lịch trình của Giả Tỉnh Tỉnh nửa tháng này. Cô ta đi trải nghiệm nhà khách, đều có hóa đơn và camera an ninh chứng minh. Trong vòng nửa tháng này, ngoại trừ việc di chuyển giữa các nhà khách ra, cô ta hầu như không tới nơi nào khác. Cơm cũng gọi từ nhà khách, đi lại cũng dùng xe của nhà khách, sau đó lại tới nhà khách khác thử nghiệm. Cho nên lịch trình rất đơn giản, dễ điều tra, không có kẽ hở nào. Tôi hiểu rồi, em vào trước đi. Alo, Hậu Triết. Cậu tới tìm tôi sao? Đúng. Tôi có việc quan trọng muốn nói với anh. Tôi biết cậu sẽ tới tìm tôi mà. Vào trong đi. Cô muốn chết à? Tránh ra. Giả Tỉnh Tỉnh. Giả Tỉnh Tỉnh. Giả Tỉnh Tỉnh. Giả Tỉnh Tỉnh. Cô ấy mắc hai chứng bệnh. Chính xác. Cô ấy mắc chứng sợ không gian hẹp và người đẹp ngủ, đều là bệnh về thần kinh. Trường hợp mắc cùng lúc hai loại bệnh rất hiếm gặp. Hai loại bệnh này cùng tác động dẫn tới hậu quả vô cùng đáng sợ. Điều nguy hiểm của hội chứng người đẹp ngủ là nó khiến bệnh nhân ngủ ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời điểm nào. Trong lúc ngủ, người bệnh sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức. Thông thường, người mắc chứng người đẹp ngủ sẽ có người liên lạc cố định. Mỗi 15 phút sẽ liên lạc một lần. Người liên hệ cần biết người bệnh ở đâu để phòng bệnh xảy ra sự cố trong lúc phát bệnh. Cô ấy mắc cùng lúc hai loại bệnh này, nên so với bệnh nhân khác, chứng người đẹp ngủ khác, mức độ nguy hiểm cao gấp 100 lần. Không biết bao giờ cô ấy mới tỉnh lại. Đúng vậy. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Trong lúc điều tra Giả Minh Minh, chúng tôi cũng hiểu được tình trạng của Giả Tỉnh Tỉnh. Sau trận động đất năm 2008, nhà chị em họ bị phá hủy,
bố mẹ đều qua đời. Cô ấy cũng mất tích sau trận động đất. Mấy năm trước mới được Giả Minh Minh tìm ra và được thêm tên vào hộ khẩu. Có thể tưởng tượng ra cô ấy chắc chắn phải trải qua điều vô cùng đáng sợ trong trận động đất. Có lẽ đây chính là nguyên nhân cô ấy mắc chứng sợ không gian hẹp. Hiện giờ Giả Minh Minh mất tích, cô ấy mất người liên hệ, nên toàn bộ cuộc sống bị đảo lộn. Giả Minh Minh thật là, cô ta có thể chạy đi đâu được chứ? Đến người em gái mắc bệnh nghiêm trọng như vậy cũng mặc kệ. Xem ra không có người liên hệ, bất cứ lúc nào Giả Tĩnh Tĩnh cũng có thể xảy ra sự cố. Tạm thời kệ đi, cứ để cô ấy ngủ vậy đã. Tôi tin với sự chăm sóc của hộ sĩ, cô ấy chắc chắn không gặp chuyện gì đâu. Cậu tìm tôi có chuyện à? Thực ra cũng không có gì. Không thể nào. Tôi biết cậu nhất định có lời muốn nói. Tôi tới để nói với anh rằng, nếu anh không thích tôi thì có thể nói thẳng. Tiểu Khả có muốn tiếp tục với tôi không là việc của em ấy. Mong anh đừng mượn việc công để trả thù riêng, đừng mượn việc điều tra để phản đối chúng tôi bên nhau. Xin chào. Lá thư tôi bỏ hôm thứ hôm nay bị sai địa chỉ, tôi có thể lấy lại không? Thư của ngày hôm nay đã gửi hết rồi, thùng không còn thư nữa rồi. Cảm ơn anh. Sáu cơ. Alo, cậu đang ở đâu? Trên đường. Chờ tôi tới tìm cậu. Hay tin Lý Hậu Triết muốn tự thú, lão bị sợ hãi, mình cũng bị bại lộ. Chỉ còn cách hẹn Lý Hạo Triết, tìm cách để cậu ta bình tĩnh lại. Món đồ trong túi là của Giả Minh Minh phải không? Cậu định tự thú à? Không phải tôi đã nói, chúng ta ngồi chung trên một chiếc thuyền, muốn lên thì cùng lên, muốn rút thì cùng rút. Cậu tự thú mà không chịu nói với tôi một tiếng, tốt xấu gì cậu cũng phải cho tôi thu xếp cho con trai chứ. Cậu làm vậy khiến tôi trở tay không kịp. Tự thú, liệu tự thú có giúp Giả Minh Minh sống lại không? Tôi còn vọng tưởng có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nực cười. Vậy thì mau chóng về nhà, làm gì thì làm đi. Về sau chúng ta đừng nhắc tới chuyện này. Hãy chăm sóc cho bà của cậu, lấy vợ sinh con, được ngày nào hay ngày nấy. Muộn rồi, tôi viết thư cho bà và Lưu Tiểu Khả rồi, chuyện gì cũng biết cả rồi. Cậu xem đi, chưa nghĩ kỹ đã bày đặt viết thư. Nói không chừng người ta đã nhận được thư rồi. Bà cậu đọc thư rồi kích động, bệnh tim lại tái phát, đang phải nằm viện điều trị. Cậu thấy như vậy đúng không? Sợ rồi,
Hối hận rồi phải không? Được rồi, không nghiêm trọng vậy đâu. Nè, sao hai lá thư này lại ở chỗ anh? Tôi sợ cậu gây thêm rắc rối nên đã sớm theo dõi cậu. Thấy cậu bỏ thư vào thùng, tôi đợi nhân viên bưu điện tới lấy, đã ngăn anh ta lại. Vậy sao lúc đó anh không ngăn tôi lại? Tôi biết cậu sẽ hối hận mà. Nếu không phải cô ta, sợ rằng tôi đã tự thú mất rồi. Cô ta mà cậu nói là ai? Dạ Tĩnh Tĩnh. Bác sĩ nói cô ta mắc đồng thời hai hội chứng thần kinh, là hội chứng người đẹp ngủ và chứng sợ không gian hẹp. Người mắc chứng bệnh này không thể thiếu người liên hệ. Không có người liên hệ, bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể gặp sự cố. Trước kia chị gái cô ta chăm sóc 24/24, cứ mỗi 4-5 tiếng lại báo hành tung của mình cho chị gái. Bây giờ chị gái không thể chăm sóc cô ta được nữa. Chị ta đã bị chúng ta hại chết rồi. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô ta không có ai chăm sóc. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ thay cô chị là người liên hệ mới của cô ta. Trời ơi, cậu điên rồi hả? Chăm sóc cô ta? Tôi không nghe nhầm chứ? Anh đừng quên, anh đã đẩy chị ta xuống. Kìa, sao cậu lại thế nữa rồi? Sao lại là tôi đẩy chứ? Nếu cậu không đoạt lấy cái túi ni lông màu đen đó thì chẳng có chuyện gì. Đồ đã lấy rồi, nhưng anh nhất định phải lấy cái khác. Không lấy có phải ổn thỏa rồi? Được rồi, chuyện đã qua. Quan trọng là bây giờ chúng ta phải nghĩ kế. Qua là thế nào? Nghĩ kế là sao? Tôi nói cậu biết, nếu cậu muốn chăm sóc cô ta, không chỉ có cậu tôi đời, mà hai ta sẽ cùng chết. Hiểu không? Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ là người liên hệ của cô ta. Suy nghĩ về hậu quả của hai ta đi. Phòng báo gì? Tôi gọi từ phòng camera. Vị trí máy quay số 8 có đối tượng khả nghi. Từ máy quay số 6 sang. Các anh mau xem đi. Người nào đó đứng lại. Sao rồi? Cậu thấy không? Người nào vậy? Có quỷ, hình như là cho nhí. Thật sao? Gặp quỷ rồi, chạy đi đâu được chứ? Xảy ra chuyện gì? Thầy Châu Nhuế, đừng nói bừa, đêm hôm đừng dọa người khác. Cảnh sát Lưu, không phải Châu Nhuế đã chết rồi sao? Chắc chắn có người giả mạo Châu Nhuế. Chúng ta chia ra tìm kiếm. Tôi tìm bên kia. Tôi đi cùng mọi người. Tôi đi bên này, được. Sao rồi, có phát hiện gì không? Không tìm thấy. Tôi cũng vậy. Cậu dám chắc đã nhìn thấy Châu Nhuế chứ? Nhìn thì giống, nhưng dáng chạy lại giống đàn ông. Được rồi,
Mọi người về đi. Có gì tôi sẽ gọi. Được. Quản lý Châu, sao hôm nay ông cũng trực ban? Đúng, ngành bất động sản lắm việc. Tôi dựng cái giường ở phòng làm việc, bình thường toàn ngủ ở đó. Ông mau về đi. Tôi đi trước nha. Xem bố mua gì cho con này. Con nhìn xem đi. Đây là món pizza con thích ăn nhất phải không? Dân ạ. Bố có tốt không? Có ạ, con nhìn đi. Tôi thấy tất cả những việc mình làm đều bị ghi hình. Lão vì biết bản thân đã rơi vào một âm mưu vô cùng to lớn. Các bác đang làm gì vậy? Sửa cửa. Sửa cửa? Sao lại phải sửa? Anh không phải người ở chung cư này đúng không? Đúng vậy. Người ở đây đều biết, ban đầu để bán được nhà, chủ đầu tư đã bố trí cái cửa này để nối sang khu biệt thự cao cấp bên kia. Nhưng khi dân vào ở hết rồi, cửa này vẫn chưa được sửa. Dân làm ầm lên rất nhiều lần, nên quản lý Châu buộc phải thỏa hiệp, bảo chúng tôi sửa cái cửa này. Ban đầu là bảo làm ở đây, sao lại bắt làm ở bên kia? Sao lại phải dời mấy mét vậy? Chúng tôi không biết. Quản lý Châu, quản lý Châu, cảnh sát Lưu, đừng làm nữa. Ra cổng khu chung cư xả nước vào, xối sạch bùn lắng đi. Để đó lâu lắm rồi, cư dân phản ánh ghê lắm. Vậy chỗ này thì sao? Ngày mai làm tiếp. Mau đi đi. Cảnh sát Lưu, anh tan làm rồi. Đâu phải tan ca, tôi vừa bắt đầu làm. Làm không nghỉ ngơi, các anh vất vả rồi. Vụ án này chưa phá, công việc của các anh khó xử lý. Còn không phải sao? Không biết sao việc hôm nay truyền ra ngoài, đồn là khu chung cư này có ma. Cư dân cũng hoảng sợ, người lớn không dám cho trẻ con ra ngoài. Vậy sao? Điện thoại của khu chung cư sắp nổ luôn rồi. Đúng rồi, tôi đang tìm anh đấy. Anh xem có thể nghỉ hai hôm rồi mới điều tra tiếp không? Hai ngày. Ông để tôi suy nghĩ đã. Cảm ơn anh nhiều nha. Thế này, tôi có chút việc, tôi xin phép đi trước. Được. Tạm biệt. Cảnh sát Lưu, anh đang làm gì vậy? Cậu lấy cái cuốc đằng kia, qua đây giúp tôi đào đất. Được. Ở đây phải không? Dừng lại. Chủ nhiệm, Châu Vĩ Cường đâu? Ông ấy vừa ra ngoài. Châu Vĩ Cường.
Không được chạy. Chạy gì mà chạy? Anh đã xem đĩa CD chưa? Anh là ai? Tôi biết anh lấy một món đồ trong tay Giả Minh Minh. Cụ thể về cách dùng món đồ đó, sau này anh sẽ biết. Đợi tôi liên lạc lại. Bằng không, món đồ anh thấy sẽ lọt vào tay cảnh sát. Hiểu chưa? Sáu cơ. Chính ông ta giấu xác Giả Minh Minh. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Đúng rồi. Còn món đồ của Giả Minh Minh rốt cuộc là thứ gì? Ông biết đây là gì không? Báo cáo kiểm tra. Đồng phục làm việc của nữ, giày cao gót và tóc giả, tìm thấy trong phòng làm việc của ông, đều phát hiện dịch cơ thể và tóc của ông. Ông giải thích sau đi. Không có gì giải thích. Ngoài ra còn phát hiện thi thể trẻ em tại khu chung cư. Đó là chuyện gì? Ông giết Châu Nhuế phải không? Tôi không có, tôi không giết cô ta. Thực ra tôi không thể giết nó. Có một hôm tôi uống rượu, vào phòng camera và thấy Châu Nhuế. Cũng không biết tại sao tôi và nó phát sinh quan hệ. Sau đó tôi rất hối hận. Dù sao nó cũng gọi tôi là chú. Sau đó nữa, nó mang thai. Có lần vì cãi nhau về chuyện đứa bé, tôi đẩy nó một cái, khiến nó sảy thai. Tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi nhìn thấy thứ gì đó rớt ra từ người nó, mà chẳng biết phải giấu ở đâu. Để ở đâu cũng có người biết. Sau đó tôi dùng túi ni lông bọc lại và chôn tại khu đất trống ở chung cư. Ai ngờ cư dân ở đó muốn sửa cửa. Tôi sợ túi bị đào lên, nên đêm hôm giả dạng Châu Nhuế, định chuyển nó đi. Ông quen Sáu Cơ không? Tôi không quen. Ông có thể cho tôi biết tại sao màn hình desktop của ông lại có hình lá bài Sáu Cơ? Tôi không biết. Tôi không làm cái này. Tôi không biết thật mà. Chúng tôi đã kiểm tra. Máy tính của ông có đặt mật khẩu. Có ai khác có thể sử dụng máy của ông không? Không, không thể nào. Nhưng tôi thật sự không biết chuyện này. Không phải cái này. Vậy thì là cái gì được chứ? Thầy, có báo cáo kiểm tra máy tính. Máy tính dính virus Trojan. Virus này thông qua nick khuya khuya của Châu Dĩ Cường
và nhiễm vào máy tính. Loại virus này không chỉ có thể giám sát cuộc trò chuyện của đối phương từ xa, mà có thể khống chế tình hình nền máy tính từ xa. Điều khó tin nhất là loại virus này có tên là sáo cơ.